Uy, chạy hết rồi. To đó chịu chân chị đó. Đấy. Kinh. Đó kìa, đó còn đó bên cái vật gì. Đây. Rồi. Thả đây. Ui. Sắp không nào. Cầm đem lấy cái thùng. Cái tuột lưới. Cái thùng á. Không tin quá không được. Ăn của Úc nhập khẩu về mới có giống. Dạ. Yeah. Hết giống rồi, còn nhập khẩu về nữa. Nhưng mình không còn giống được hả? Làm sao tạo được? Có này đặc sản đấy. Em mua là 18 thì con còn được ngón tay này, 18 thì còn giống. 18 thì mình giống mình nuôi 2 năm nữa. Nặt bên đây đi. Chở luôn chợ. Có con màu trắng á. Con đó cũng giống đất hơn con đen. Đất hơn đất tiền hơn nhiều. Ủa cái xô nắng quá. Nắng quá. Cái xô nắng. Để nắng mà. Con nào bắt hơn? To hơn không? Đi ba kia con. Ở đấy, thì em phân lấy bao bỏ bán bao nhiêu đây? Bán nguyên một con. Em bắt đi. Từ từ để em qua dưới này. Em bắt con đây nó để nó chết. Chiều lại bắt tiếp không ha? Chiều bắt nhiều. Đẹp này. Thu vừa mấy con thôi. Quay nhìn đẹp này. Yeah. Cá gì đây? Cá đen hay cá trắng? Có đen, thấy kỳ quá. Dạ. Không có trắng chắc khỏi xuống lại, không ai lái nè. À, có bọc nữa thì không rách rỡ. Có này mình chích đà lắm. Thank you.
Thank you.